chào các bạn nhé, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Mình đến đây với anh em một cái clip, đó là hướng dẫn anh em xoay cái ảnh ở trong cái camera như này. Có rất nhiều anh em comment hỏi là anh ơi em không biết xoay ảnh ở trong camera, cũng như là em không biết xoay làm sao mà để cho nó bình thường là được. Thì thực ra thì trong cái camera nó rất là đơn giản đấy các bạn. Thì đây anh em chỉ việc ấn vào cái chữ R ở trên bàn phím của mình thôi nhá, và anh em ấn cho nó khi nào mà nó quay đúng với cái chiều mà mọi người mong muốn thì thôi, hoặc là anh em có thể mà muốn quay như nào cũng được nha mọi người. Đó, anh em cứ ấn chữ R là nó sẽ quay cho mọi người nhá. Có rất là nhiều anh em hỏi mình là anh em không biết quay như thế nào, không biết làm nào để cho quay được. Thì đó, vừa rồi mình vừa mới hướng dẫn anh em cái cách quay cái tấm hình ở trên camera các bạn nhá. Ở trên Lightroom thì mình chưa thử, nhưng mà trên camera thì nó cũng rất là đơn giản, ấn chữ R là quay các bạn nhé. Rồi, xin chào mọi người.